Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới các thẩm phán của tòa án phúc thẩm của New York đang hoài nghi về vụ kiện gian lận dân sự của bà Tý Sajeem chống lại cựu tổng thống Donald Trump và chỉ trích phó tổng trưởng lý của bà Sajeem trong một tuyên bố mở đầu. Như Proba News đã đưa tin là các thẩm phán của tòa phúc thẩm New York Hôm thứ Năm tỏ ra hoài nghi về vụ kiện gian lận dân sự của bà Letitia James tại thành phố New York chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cho biết là tổng trưởng lý New York theo chủ nghĩa cánh tả cấp tiến là bà Letitia James trước đây đã yêu cầu cựu tổng thống Donald Trump phải nộp 370 triệu đô la khi không có nạn nhân nào trong vụ kiện gian lận dân sự chống lại ông. Bà cũng tìm cách cấm cựu tổng thống Donald Trump và các con của ông không cho điều hành bất cứ doanh nghiệp nào ở thành phố New York. Bà cáo buộc rằng cựu tổng thống Donald Trump đã thổi phòng tài sản của mình để lừa đảo các công ty cho vay vốn và bảo hiểm. Là vào tháng 2, sau 11 tuần xét xử không có bồi thẩm đoàn, thẩm phán cực tả là ông Ingram đã ra lệnh cho cựu tổng thống Donald Trump phải nộp khoản tiền hơn 355 triệu đô la và cấm ông không được làm công nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York hoặc liên quan đến bất kỳ tư cách pháp nhân nào khác tại New York trong thời hạn là 3 năm bản án 355 triệu đô la cộng với lãi suất hàng ngày tăng lên 464 triệu đô la. Đồng thời nhóm luật sư của cựu tổng thống Donald Trump trước đó cũng đã đệ đơn kháng cáo và yêu cầu quản phán quyết trị giá 464 triệu đô la khổng lồ này. Các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump cũng đã gửi một lá thư tới tòa phúc thẩm của tòa án tối cao New York và khẳng định rằng hành động của Leslie Sajeem là vi hiến. Và sau đây là lập luận của nhóm pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump. Điều này hoàn toàn phi lý và định nghĩa về khoản tiền phạt quá mức và tịch thu là vi hiến khi yêu cầu bị đơn phải bán bất động sản của mình, đặc biệt là trong một cuộc bán tháo để có thể được kháng cáo. Phán viết vô lực pháp của tòa án tối cao vì điều đó sẽ gây ra thiệt hại không thể khôi phục được khi bị đơn thắng kiện và điều này khả năng rất cao khi kháng cáo. Như Reuters đã đưa tin, là các thành viên của hội đồng gồm năm thẩm phán tại tòa phúc thẩm. Đây là tòa phúc thẩm cấp trung đang xử lý các lập luận trong đơn kháng cáo của cựu tổng thống Donald Trump và dường như các thẩm phán trong tòa phúc thẩm này đang cho rằng có khả năng bà Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình trong vụ kiện chống lại cựu tổng thống Donald Trump vì hai thẩm phán của tòa phúc thẩm đã ngắt lời phó tổng trưởng lý của bà Letitia James là Judy Vow trong bài phát biểu khai mạc của bà. Họ đã hỏi bà ta xem có ví dụ nào khác hơn về tiểu ban kiện các giao dịch kinh doanh tư nhân mà không có nạn nhân không? Và thẩm phán David nói với bà Vào như sau. Mọi trường hợp mà bà trích dẫn đều liên quan đến thiệt hại cho người tiêu dùng, thiệt hại cho thị trường. Chúng tôi không có bất kỳ trường hợp nào như vậy ở đây bởi vì không có ai mất tiền cả hay nói một cách rõ ràng hơn là không có nạn nhân nào trong vụ kiện này. Và các thẩm phán cũng tự hỏi về những hạn chế nào được áp dụng cho luật mà bà chị em đã trích dẫn khi đưa ra vụ án. Đồng thời họ cũng nói thêm rằng một hạn chế thường được sử dụng để tri tố những kẻ lừa đảo, áp dụng cho những người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Làm thế nào để chúng ta vạch ra những ranh giới hoặc ít nhất là dựng lên các rào cản? Thưa quý vị thì qua cái bản tin này cho chúng ta thấy rằng là có vẻ như là các thẩm phán của tòa phúc thẩm đã nhận ra rằng là không có cái vụ kiện tụng nào ở đây là vì cựu tổng thống Donald Trump không có phạm tội. Hay nói một cách khác hơn là những gì ông đã làm thì nó cũng giống như là mọi chủ doanh nghiệp ở New York đều làm. Kể cả chính bản thân của bà Trump này, ông cũng theo cái lực pháp của New York và cũng làm giống như những bao nhiêu người khác. Cho nên bất cứ những cái thẩm phán nào mà có một cái suy nghĩ bình thường, không có bị tham nhũng thì họ nghĩ vào họ cho rằng là đây là một cái vấn đề không có kiện tụng gì, không không có biết cái vấn đề sai ở đâu. Nhưng đối với mình thì mình tin rằng chẳng hạn như bà Lucy James cũng như là ông thẩm phán Ingram, họ đều biết mọi chuyện sẽ đi đến bước như thế này. Nhưng mục đích của họ là gì? Là để phá hoại cái cuộc bầu cử này của cựu tổng thống Donald Trump, làm mất uy tín của ông đối với cử tri và khiến ông phải phá sản trước cái uh, cuộc bầu cử tháng 11 này. Ngược lại thì uh, cái điều này nó không xảy ra và mọi thứ đều đang từ từ phản tác dụng. Bởi vì cái vụ án này nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế ở New York. Nó đã phá hủy đi cái nền tảng quan trọng của lực kinh doanh tại cái cái tiểu bang này và cái điều này cũng khiến cho rất là nhiều cái doanh nghiệp lớn phải rời bỏ tiểu bang New York để cái công việc kinh doanh của họ được an toàn hơn và nếu như tất cả những cái doanh nghiệp lớn mà họ rời bỏ cái New York sang tiểu bang khác thì chắc chắn rằng New York sẽ bị thất thu một cách rất là nghiêm trọng. Nhưng đối với cựu tổng thống Donald Trump thì càng ngày lại càng có nhiều người nhận ra những cái sự tri tố bất bình thường này chống lại ông và điều này cũng khiến ông có được nhiều người yêu quý ông hơn và có được nhiều phiếu bầu hơn tại tiểu bang này. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi hãy đến xem bộ phim của Dijusa với tựa đề là Minh quan cho Trump sẽ được trình chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào thứ sáu tuần này, ngày 27 tháng 9 và sau đây là bài viết của nội dung bộ phim mới được tài trợ bởi công ty phim ảnh DiGiusa. Tựa đề của bộ phim trong tiếng Anh được gọi là Vindicating Trump và tạm dịch sang tiếng Việt gọi là Minh Quang cho Trump. Như PropaNews đã đưa tin, bộ phim mới Minh Quang cho Trump của DiGiusa là một hành trình khám phá con người thật của Donald Trump và nó chứng minh rằng ông là một người đàn ông và cũng là một nhà lãnh đạo. Bộ phim bắt đầu bằng một câu đố. Làm sao một người đàn ông có thể được yêu mến và ghét bỏ mãnh liệt như vậy? Chưa bao giờ kể từ Lincoln, chúng ta lại có một nhân vật gây chia rẽ như vậy trên chính trường quốc gia. Bộ phim cũng đề cập đến mối nguy hiểm mà Lincoln đã cảnh báo. Sự trỗi dậy của một bạo chúa như Caesar ở Mỹ, kẻ đã thúc đẩy tình trạng vô lực pháp và phá hoại nền tảng của nền Cộng hòa lập hiến của chúng ta. Trầm có phải là người đàn ông như vậy không? Bộ phim Minh Quang cho Trump cho thấy sự trỗi dậy nhanh chóng của Trump lên vị thế tỷ phú và là người nổi tiếng trong văn hóa. Tuy nhiên, ngay cả khi Trump là một nhân vật vĩ đại hơn trong cuộc sống, có kích thước của một hoàng đế, nhưng ông ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bạo ngược. Trên thực tế, nhiệm kỳ của Trump cho thấy sự vô lực pháp thật sự đã đến từ những kẻ thù của Trump, những kẻ đã không từ bỏ bất cứ những thủ đoạn nào để đánh bại ông ấy. Bộ phim nêu rõ các chiến thực của họ từ một lời buộc tội bịa đặt về tội phản quốc cho đến các bản cáo trạng hình sự nhằm mục đích giam giữ ông suốt đời và thậm chí là một vụ ám sát bất thành. Cốt truyện của phim Minh Quang Trâm là để chỉ ra kẻ thù của Trâm, phe cánh tả là bạo chúa thật sự. Họ là những người tạo ra sự vô lực pháp ở cấp cao nhất của chính phủ. Họ khinh thường Trâm vì ông là người duy nhất có quyền lực và ý chí ngăn cản họ. Bộ phim có các cuộc phỏng vấn với Lala Trump, con dâu của Trump và là đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Alina Haber là lực sư của Trump. Bộ phim cũng có một cuộc phỏng vấn riêng sâu sắc với chính Trump. Nguồn tin cho biết là trong một thông điệp video, cựu tổng thống Donald Trump đã xác nhận bộ phim và kêu gọi người Mỹ hãy đi xem. Trong suốt bộ phim Minh Quang Trump có những cảnh tái hiện đầy hấp dẫn và mạnh mẽ về phong trào chiến tranh một phong trào chiến tranh truyền thông một phong trào chiến tranh tại trụ sở chiến dịch của đảng dân chủ và một phòng chiến tranh pháp lý nơi các âm mưu tội phạm chống lại Trump được vạch ra đây là bộ phim cấp bách quan trọng nhất của de dezuza bộ phim cung cấp một góc nhìn mới mẻ và mở mang tầm mắt về nhân vật hấp dẫn và gây tranh cãi nhất ở mỹ hiện nay bộ phim sẽ cung cấp thông tin giải trí gây phẫn nộ thu hút và cuối cùng là thúc đẩy người mỹ ở mọi tầng lớp thưa quý vị thì đây là một bộ phim nói về câu chuyện thật của cựu tổng thống donald trump với tất cả những gì ông đã trải qua. juza là một cái người sản xuất cái bộ phim này. ông ấy là một người chính nghĩa và cũng có cùng một cái mục đích giống như là cựu tổng thống donald trump là chống lại thế lực đèn tối và những gì ông ấy đã làm là điều tra và vạch trần những cái sự tham nhũng và những cái hành vi không sạch sẽ của họ. vì lẽ đó ông dijuda này đã bị phe cánh tả truy đuổi một cách quyết liệt cho nên mục đích của ông DiGiusta này đã sản xuất cái bộ phim này quá gấp rút ra là muốn tất cả những người dân Mỹ hiểu được tất cả những gì cựu tổng thống Donald Trump đã trải qua để coi như là họ có thể chọn ai là cái người tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ trước cái cuộc bầu cử năm 2024 này và cũng qua cái bản tin này thì phần đông người Mỹ họ cho rằng là cả hai người có nghĩa là cựu tổng thống Donald Trump và ông DiGiusta này là những cái người đã nỗ lực hết sức mình để cứu lấy cái quốc gia này họ bằng mọi cách luôn cố gắng thuyết phục không gian Mỹ hãy đứng lên và bắt đầu khôi phục lại cái quyền kiểm soát chính phủ của chúng ta bởi vì họ cho rằng là có vẻ như hàng triệu cái người Mỹ đã bị hệ thống giáo dục đánh lừa họ bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin sai lệch của các phương tiện truyền thông đại chúng. Thêm vào đó thì ông D'Souza này cho rằng là có một số người thì họ đã bị chia rẽ và mất tập trung bởi những cái sự khủng hoảng, tin đồn và những cái thảm họa mà họ đã dàn diện lên và ngay bây giờ thì cựu tổng thống Donald Trump cũng như cái ông D'Souza này, họ là những cái người đang làm những cái công việc rất là nguy hiểm, chống lại những cái việc làm không sạch sẽ của phe cánh tả đối với cái quốc gia này. Cho nên tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho cựu tổng thống Donald Trump cũng như ông D'Souza này luôn được bình an và luôn được bảo vệ. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump nói rằng Mụ xì nên bị tri tố vì giao dịch có nội gián. Như Chet new đã đưa tin là xì đã kiếm được một khoản tiền rất lớn từ một giao dịch có nội gián. Nhưng không sao vì bà ấy là phe cánh tả. Nguồn tin cho biết là cựu Tổng thống Donald Trump đã nói trong một cuộc họp báo vào thứ Năm tại thành phố New York rằng vì chồng bà đã bán cổ phiếu Visa của họ, họ có rất nhiều cổ phiếu Visa bán ra một ngày trước khi Visa được công bố rằng Visa đang bị Bộ Tư pháp kiện. Hãy nghĩ về điều đó, Mụ Sì đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu Visa một ngày trước khi vụ kiện lớn được đưa ra để chống lại Visa. Vụ kiện mà tất cả chúng ta đã mới biết được cách đây vài ngày. Quý vị nghĩ đó có phải là điều may mắn hay không? Tôi không nghĩ vậy. Bà ấy nên bị tri tố, Mụ xì nên bị tri tố vì điều đó. Và bà ấy cũng nên bị tri tố về ngày 6 tháng 1 vì bà ấy đã từ chối 10.000 binh lính hoặc vệ binh quốc gia. Tôi hy vọng rằng quý vị đã đọc được những gì John Solomon đã viết cách đây hai ngày. Vì nếu quý vị đọc nó, quý vị sẽ thấy rằng Donald Trump hoàn toàn không làm gì sai. Đó là một vụ lừa đảo. Đồng thời, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã nói về sự nghiệp giao dịch có nội gián của mụ si đã giúp bà và gia đình bà ở San Francisco trở nên rất rất giàu có. Là vào tuần này, tin tức nổ tung rằng chồng của mụ si... Đã bán tháo ít nhất 500.000 đô la cổ phiếu Visa của họ trị giá lên tới 1 triệu đô la, chỉ vài tuần trước khi Bộ Tư pháp đưa gã khổng lồ tài chính này vào vụ kiện chống độc quyền. Đây không phải là lần đầu tiên chồng của Muxi si giao dịch vào thời điểm thích hợp. Vào ngày 3 tháng 7, một tiết lộ cho thấy chồng của cựu chủ tịch Hạ viện đã bán tháo 2.000 cổ phiếu Visa có giá trị từ 500 đến 1 triệu đô la. Tất cả những điều này diễn ra chỉ 3 tháng trước khi liên bang ra lệnh trừng phạt visa. Tất nhiên, văn phòng của Mụ Sì si đã nhanh chóng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Người phát ngôn viên của bà tuyên bố rằng Mụ Sì si không liên quan đến bất kỳ giao dịch cổ phiếu nào. Và người phát ngôn này cũng cho The Post biết rằng bà Chủ tịch Hạ viện là bà Mụ Sì si, không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào và bà cũng không có kiến thức trước hoặc sau của sự tham gia vào bất cứ giao dịch nào. Cổ phiếu Visa đã giảm mạnh 5% sau khi tin tức về vụ kiện lan truyền trên thị trường. Tuy nhiên, gia đình của Mụ Xì sì đã tránh được viên đạn này chỉ trong vài tuần. Đây có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Những người hoài nghi có lý khi hỏi, Mụ Xì sì biết được bao nhiêu? Liệu vị thế của bà với tư cách là một nhân vật quyền lực hàng đầu của đảng Dân Chủ có thể giúp bà có được thông tin nội bộ mà chồng bà đã thuận tiện hành động hay không? Nguồn tin cũng lưu ý rằng hồ sơ công khai không nói dối. Mặc dù việc bán tháo cổ phiếu của chồng Bụi Sì không xảy ra vào thời điểm thị trường suy si thoái, nhưng thời điểm bán ra chỉ vài tuần trước vụ kiện chống độc quyền gây chấn động đã làm dấy lên một đám mây nghi ngờ. Thưa quý vị, thì nói đến Bụi Sì có biết bao nhiêu là chuyện mà chúng ta có thể nói về bà này? Cho nên khi có bất cứ một cái nguồn tin nào mà bất lợi cho bà này thì rất là nhiều người mỹ họ tỏ ra vô cùng phấn khích và cũng qua cái bản tin này thì cũng có một số người thì họ nói rằng là chúng ta hãy dành cái lời khen cho cựu tổng thống donald trump bởi vì à, ông còn nhớ những cái việc làm của bà này rất rõ không riêng gì ngay bây giờ nhưng mà ông còn nhớ lại coi như là những năm trước đây những cái việc bà này làm đối với ông như chúng ta thường nghe cựu tổng thống donald trump đã nói rằng là ông muốn xóa bỏ những cái tham nhũng ở khắp nơi trên cái quốc gia này và theo mình nghĩ đây cũng là một trong những cái lý do tại sao và cũng có lẽ là lý do chính khiến những cái người tham nhũng này muốn loại bỏ ông ấy. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện sự an toàn cho cuộc tổng thống Donald Trump và hãy cùng nhau chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Mình hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo khuynh hướng tốt. Ông ấy sẽ thắng cử. Và nếu như ông ấy giành được tòa bạch ốc thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi như những gì mọi người đã chờ đợi và mong mỏi. Thông tin giờ rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo